mình chỉ mượn tạm thôi, sau này có mình lại nhét vào, chứ mình không phải là ăn trộm. Thật sự mình không phải ăn trộm, sao này khó móc. Em mất. Mày bé bé cái mồm ấy, không cái mòn nó dậy nó lại gào cái mồm lên. Hai anh em nhà mày cái mồm to như nhau. Ờ hay, anh qua đây em à? Ừ. Anh đợi em đi ngủ rồi trộm tiền của bé Mon đúng không? Anh định lấy tiền của bé Mon làm gì? Làm gì kệ tao, hỏi làm gì? Mon ơi! Thằng chìm lợn rồi nữa. Tao lấy tiền để trả nợ. Một tiêu có mấy triệu thôi, tao lấy tạm, lấy nữa tao lại giả. Em đem qua luôn đây ạ. Úi giời ơi! Úi giời đất ơi! Đi đến kiểu gì đấy? Bên chính đường chứ? Không điện thoại ra đây này, đền đi. Xin lỗi anh ạ. Tiền bao nhiêu ạ? 10 triệu. Tiền mặt nào chuyển khoản đều được. 10 triệu á? Anh bị làm sao vậy? Cái đống dưa chua này chắc mấy chục nghìn gì đến 10 triệu. Thế mày biết đó, anh mua điện thoại này bao nhiêu tiền không hả? Anh mày vừa mới đẹp hôm qua đấy. Thì hôm nay va vào mày rớt điện thoại, hỏng màn hình luôn rồi này, nhìn đi. À, hay là anh đưa chúng mày đi sửa, xem có hết 10 triệu không nhá. Lắc á? À, lắc đầu là sao? Thế bây giờ có đem điện thoại đi sửa không? À, có đi sửa không? À, có. Hay là anh cho em ký cái giấy ghi nợ xong bao giờ giàu em trả? Cái gì? À, ý em bảo bây giờ em không mang đủ tiền đây, mấy hôm nữa em trả. Anh đi không để ý, làm rơi đồ của người ta thì đền là đúng rồi, chứ không ăn được cái gì nữa. Anh tự đi mà kiếm tiền, mà để anh Cường. Phải làm như thế thì mới rút được kinh nghiệm. Lêu lêu, cái người có tình yêu. Mày cứ khuyện tao đi. Mày khuyện tao đi. Làm gì để có tiền giáo Cường bây giờ này? À đúng rồi, tao sẽ đi buôn. Chỉ có buôn bán mới kiếm được nhiều tiền thôi. Quá là thông minh luôn. Bố mẹ chắc chắn sẽ tự hào vì có một người con như tao. Vừa kêu hết tiền, sao lại còn đi buôn? Anh định buôn dưa lê à? Đây, sữa chủ uống của em đây. Em cảm ơn anh ạ. Đây, còn đây là sữa chủ uống của Mon. Mon uống thử xem ngon không? Xin. Sữa chua nhà anh ngon tuyệt, ngọt vị sữa lại thơm vị trái cây nữa. Sữa chua nhà anh nhá, là anh tự làm hết đấy. Đây, anh phải đi ra chợ này, mua hoa quả tươi nguyên, khi lá còn xanh mướt mượt mượt, rồi về như anh gọt trái cây này, rồi xay, rồi xên thành siro. Vất vả lắm mẹ, anh mới làm được một chai sữa chuống này đấy. Đây, anh quý hai em, nên là anh tặng em thêm một chai. Em cảm ơn anh ạ. Sao, còn đứng nữa mà nhìn à? Mày không sang phụ giúp anh thì mở quán đi. Cái quán sữa chua nhà ông Cường kia, toàn mấy cái chất độc hại thôi. Tao đây này, vì sức khỏe của cậu tao thì nên là tao sẽ bán sữa chua nguyên chất. Uống thử đi Mon. Eo ơi chua đấy, không ngon mà sữa chua nhà anh Cường. Úi trời ơi, nợ thì chưa trả hết mà bày đặt bán sữa chua uống cạnh tranh với thằng này á. Này, mày có biết ấy, mày với cái lá nó giống nhau ở điểm gì không? Này, ý anh định bảo là tôm của non và xanh cái gì? Này nhá, tối nay thằng này sẽ về đã thay đổi công thức. Ngày mai nhá sẽ đè bẹp cái quán sữa chua của nhà anh. Ờ mày được, mày ra đây, mày ra đây. Làm sao? Mày ra đây. Làm sao đây, ra đây. Anh Tôm ơi, nếu mà anh Cường với cả anh Hoàng đánh nhau thì mình nên chạy lối nào? Ô hai, em phải đứng lại cản anh không cho hai người đánh nhau chứ. Sao lại chạy? Nếu hai người còn đánh nhau thật ấy thì anh nghĩ nên về nhà hết mẹ. 36 kế chuồn là thượng sách mà Mon. Ôi, Mon, làm sao mà em lại bị đau bụng? Em uống sữa chua nhà lão Cường đúng không? Anh có chắc chắn là Mon chỉ uống mỗi sữa chua hoa quả nhà anh Cường không? Lúc nãy em cũng uống mà, có làm sao đâu. Thì mày lớn rồi, bụng dạ mày tốt. Mon nó còn bé, bụng dạ nó yếu thì nó phải bị đau bụng chứ. Chắc chắn là do sữa chua nhà lão Cường thế này. Thôi, để chuyện này tính sau đã, để em gọi bác sĩ.
đầu là các tình yêu ơi. Này, mày bán phá giá thế này thì mày chơi một mình à? Bán như vậy ai chơi cùng à? Bán như thế thì làm gì có lãi? Cùng là sữa chua hoa quả với nhau mà mày bán rẻ thế, không có lãi à? Thằng này nhá, thằng này lấy công làm lãi chứ đâu ai bán cái giá cắt cổ như anh. Úi xồ ôi, đã thế lại còn làm đó, từ hoa quả bẩn này, xong rồi từ sữa chua hết hạn này. Này, đồ nhà ta làm sạch như thế mà mày dám bảo ta làm bẩn á? Ta lại bút cho bây giờ. Mua ế. À, mày không phải thách con lợn này. À, mày giỏi thì mày ra đấy. Ừ. Mày bảo tao làm đồ bẩn gì? Mày về bếp cho tao xem, tao làm nó sạch như nào mà mày dám bảo tao làm bẩn hả? Này nhá, hôm trước Mon cho tôi uống sữa chua của anh xong ấy, bị đau bụng đấy. Tôm ơi, mày mau đưa ra bằng chứng để dẹp bớt cái tiệm này đi. Hai anh bình tĩnh đi, em đã tìm ra nguyên nhân. Bé Mon bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện rồi. Và hôm nay, một trong hai quán sữa chua uống hoa quả sẽ phải đóng cửa. Chắc chắn ấy là quán của thằng Hoàng rồi. Chắc chắn là quán của anh ấy. Quán của mày ấy. Quán của anh ấy. Quán của mày ấy. Anh thôi đi. Quán phải đóng cửa sẽ là quán của anh Hoàng, chứ không phải là quán của anh Cường. Vì sữa chua uống hoa quả của quán anh Hoàng rất bẩn. Nó không được làm từ hoa quả mà nó làm từ sữa và chứa siro phẩm màu rất độc hại. Mày đang nói linh tinh cái gì đấy Tôm? Mày ở cùng nhà với tao cơ mà, tao làm sữa chua bẩn hồi nào? Khi bé Mon bị đau bụng, nhìn chai sữa uống dở trên bàn là của anh Cường, em cũng nghi ngờ sữa chua uống của anh Cường có vấn đề. Nhưng chiều hôm đó em cũng uống mà lại không bị sao. Sau đó em đã điều tra và phát hiện ra anh Cường mua rất nhiều hoa quả, sữa chua và sữa tươi. Đây toàn là những nguyên liệu để làm sữa chua uống hoa quả, chứng tỏ nguyên liệu anh Cường làm sữa chua rất sạch và đảm bảo. Anh Hoàng nhà em làm sữa chua uống hoa quả để bán, nhưng lại làm những lúc em đi học không có nhà. Mỗi lần em về đều thấy bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, rác cũng được đem đi đổ, sữa chua thành phẩm thì đã đem đi hết. Mọi thứ gọn gàng quá mức khiến em nghi ngờ. Hơn nữa, anh Hoàng chỉ làm sữa chua mà không bao giờ thấy mua hoa quả để làm siro. Trong bếp cũng không có mùi hoa quả nữa. Siro này ngon lắm anh Tôm ạ. Hôm trước anh Hoàng để trên mâm bếp, em ăn vụng, thấy ngọt ngọt thơm thơm. May mà anh Hoàng không biết. Em ăn cái hôm mà em bị đau bụng đúng không? Vâng ạ. Em chắc chắn rằng Moon hôm đó bị đau bụng là do siro dùng làm sữa chua hoa quả của anh Hoàng, nên em đã lén đặt camera để theo dõi. Được cái thằng em thông minh khổ thế. Làm cái gì cũng nhìn đi ăn cắp ăn trộm. Bực cái bình. Siro anh dùng để làm sữa chua uống hoa quả chứa rất nhiều phẩm màu thực phẩm, đường hóa học. Nếu sử dụng vượt ngưỡng cho phép, có thể gây nên các bệnh như đau bụng, buồn nôn, u thận và thậm chí là tử vong. Em không ngờ vì tiền mà anh bất chấp bán rẻ lương tâm của mình như vậy đấy anh Hoàng ạ. À. Chị ai bảo là món cứ chê sữa chua của tao uống không ngon cơ? Thì tao phải mua siro đấy về để đổ vào cho nó nhiều vị với nhiều màu chứ. Siro của anh chứa rất nhiều phẩm màu và đường hóa học độc hại. Chúng có giá rất rẻ, anh chỉ mua với giá 15.000 một lọ. Có thể làm ra hàng trăm nghìn chai sữa chua uống hoa quả thơm ngon, đẹp mắt nhưng rất độc hại. Chị ai làm gì có tiền đâu mà mua hoa quả tươi như ông Cường. Mấy cái chai siro đấy tao mua hôm của Black Friday đấy. Tao cũng nghĩ là không sao. Thì tao phải làm như thế thì mới có tiền để trả ông Cường chứ. Đúng là thấy tiền nhiều mà ngỡ sân về, làm hại biết bao nhiêu người. Chú có biết là
Sữa chua hoa quả được rất nhiều học sinh, sinh viên ưa thích vì uống cho tốt cho sức khỏe, đẹp da. Thế mà chú tham lợi nhuận cao, bán sữa chua hoa quả bằng siro bẩn, như thế là không được rồi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi mà xong à? Bây giờ nhá, chú đổ hết đống sữa chua hoa quả này đi, về làm sữa chua quả với anh mà trả nợ dần. Trả hết nợ ấy thì anh trả lương cho. Thật á? Ừ. Tin được không đấy? Anh Cường ấy giờ hoàn lương rồi, anh mà không xin lỗi anh ấy lại đổi ý đấy. Xin lỗi anh, cảm ơn anh. Và mày ấy, mày em dai tao mà tự dưng đi bọc phốt tập trung mặt người lạ như thế. Thôi, em chỉ muốn tốt cho anh và tốt cho mọi người thôi. Em không muốn mọi người uống thứ độc hại này. Em khuyên anh nên về làm với anh Cường thật đoàng hoàng đi. Nếu không ấy, lấy mách mẹ đấy. Này, uống hết chỗ này đi. À nhầm, đi vứt hết chỗ này đi. Rồi sao mà làm? Nhanh người đấy.